Vì có người có xác nên trước hết phải làm ăn. Thứ nhất, vì có người có xác phàm nên trước hết phải làm ăn. Thứ hai, vì có người có linh hồn nên phải làm người. Trừ khi những cái người mà gọi là bất trị rồi đó, bác sĩ chạy đó, thì là không tin mình có linh hồn thôi. Chứ con người là gì? Con người là có linh hồn. Đọc lại nha, vì con người có xác nên trước hết thì phải biết làm ăn. Vì con người có linh hồn nên mình làm người để mà mình được thăng tiến, mình học hỏi hàng mỗi kiếp người để mà thăng tiến. Thứ ba, sau hết vì con người có thần thức nên phải tu, phải làm thần làm thánh. Đó là sự tiến hóa căn bản của mình, chứ không phải mỗi ngày mình thức dậy mình đi làm về lo tiền lo bạc rồi lo sân si. Không phải, mình phải lo tiến lên để mà làm thần làm thánh làm Phật đó. Bà đó, đừng có bài thơ như vậy: học là học để làm trời, có đâu mãi mãi làm người thế gian. Câu này cũng hay: học là học để làm trời, có đâu mãi mãi làm người thế gian.